Thi Thơ xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thi Thơ rất vui khi được gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trên kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê để cùng chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn thủ tục hành chính và các quy định trong lĩnh vực hộ tịch. Trong video này, Thi Thơ chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số nội dung liên quan đến việc làm thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào giấy khai sinh. Kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn hãy theo dõi video để cùng tham khảo, chia sẻ và thảo luận nhé. Thi Thơ chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số thông tin liên quan đến thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào giấy khai sinh, cụ thể như sau. Thứ nhất, theo Điều 18 của Thông tư số 4 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp, thì đối với những trường hợp cá nhân đã được đăng ký khai sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2016, nhưng giấy khai sinh, sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày tháng sinh, thì được bổ sung ngày tháng sinh theo giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra. Trong trường hợp không có giấy chứng sinh, không có văn bản xác nhận của cơ sở y tế, thì ngày tháng sinh được xác định như sau. Đối với người có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi thống nhất về ngày tháng sinh thì xác định theo ngày tháng sinh đó. Trường hợp ngày tháng sinh trong hồ sơ giấy tờ cá nhân không thống nhất thì xác định theo ngày tháng sinh trong hồ sơ giấy tờ được cấp hoặc xác nhận hợp lệ đầu tiên. Đối với người không có hồ sơ giấy tờ cá nhân hoặc hồ sơ giấy tờ cá nhân không có ngày tháng sinh thì cho phép người yêu cầu cam đoan về ngày tháng sinh. Trường hợp không xác định được ngày tháng sinh thì ngày tháng sinh sẽ được xác định là ngày 1 tháng 1 của năm sinh. Trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh là ngày 1 của tháng sinh. Thứ hai, để thực hiện được thủ tục bổ sung ngày tháng sinh và giấy khai sinh thì quý cô chú, anh chị cùng các bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau. Tờ khai đăng ký việc bổ sung hộ tịch trong giấy khai sinh, tờ khai này sẽ được cung cấp tại cơ quan có thẩm quyền. Bản chính giấy khai sinh cần bổ sung thông tin. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung thông tin về ngày tháng sinh. Trong trường hợp quý cô chú, anh chị cùng các bạn ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định. Đối với hồ sơ này thì quý cô chú, anh chị cùng các bạn cần phải kiểm tra kỹ tất cả các loại giấy tờ của mình như văn bằng, chứng chỉ, học bạ, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân khác để việc bổ sung ngày tháng sinh được thống nhất, thông tin giữa các loại giấy tờ với nhau. Bên cạnh đó, theo Điều 27 của Luật Hộ tịch năm 2014, thì cơ quan có thẩm quyền bổ sung ngày tháng sinh vào giấy khai sinh là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của quý cô chú, anh chị cùng các bạn. Do đó, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan, thì quý cô chú, anh chị cùng các bạn có thể đến cơ quan có thẩm quyền để được thực hiện thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào khai sinh của mình. Hy vọng qua những thông tin trên video sẽ mang lại những thông tin hữu ích với quý cô chú, anh chị cùng các bạn. Thi Thơ xin phép thay mặt kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua.